Đứng đầu nhà nước Văn Lang là vua Hùng. Vua chia nước ra làm 15 bộ. Hầu hết những người em của vua cai trị các bộ này. Họ được gọi là lạc tướng và có quyền cha truyền con nối. Dưới các bộ là các công xã nông thôn, nơi có các bố chính, tức là các già làng đứng đầu. Ngoài ra, vua có một hàng ngũ quan chức để giúp mình trị nước. Các quan ấy được gọi là lạc hầu. Các con trai của vua được gọi là quan lang, còn con gái được gọi là mị nương. Đời sống vật chất thời bấy giờ còn thô sơ, nhà sàn chủ yếu làm bằng gỗ, dệt cỏ làm chiếu, lấy vỏ cây làm áo. Ngày thường, đàn ông để trần mặc khố, phụ nữ mặc váy, vua quan thì có thêm áo hai mảnh. Về đời sống tinh thần, có nhiều phong tục tập quán, lễ hội được định hình. Nghệ thuật âm nhạc, đồ trang sức, công cụ lao động và đồ dùng sinh hoạt đã đạt đến trình độ kỹ thuật và mỹ thuật cao. Nghệ thuật Đông Sơn trở thành đỉnh cao của nghệ thuật tạo hình thời Hùng Vương. Nhà nước Âu Lạc được thành lập vào thế kỷ thứ ba trước công nguyên, trên cơ sở hợp nhất hai bộ tộc Âu Việt của Thục Phán An Dương Vương và Lạc Việt, hay còn gọi là Văn Lang của vua Hùng. Lãnh thổ nước Âu Lạc cũng được mở rộng trên cơ sở sáp nhập hai vùng lãnh thổ Văn Lang và Âu Việt. Vì vậy, nước Âu Lạc là một bước phát triển mới, kế tục nước Văn Lang. Trong triều An Dương Vương, giúp việc cho vua vẫn có các lạc hầu. Lạc hầu có thể là tướng văn nhưng cũng có thể đồng thời là tướng võ, chỉ huy quân đội và thay mặt nhà vua giải quyết công việc trong nước. Theo truyền thuyết dân gian, trong triều An Dương Vương có nhiều tướng giỏi như Cao Lỗ, Nồi Hầu, Đinh Toán. Ngoài ra còn có một số bộ phận làm công việc tôn giáo, thu cống phẩm, giữ kho tàng, truyền lệnh vua. Lạc tướng đứng đầu bộ, cai quản một đơn vị hành chính địa phương. Lạc tướng phải thu nộp cống phẩm cho nhà vua, thường xuyên truyền mệnh lệnh từ trên xuống. Khi có chiến tranh, lạc tướng là thủ lĩnh quân sự địa phương và chịu sự điều động của nhà vua. Thời Âu Lạc đã có những tiến bộ đáng kể trong sản xuất nông nghiệp. Với nghề rèn ngày càng tiến bộ, người dân đã làm ra nhiều công cụ sản xuất như lưỡi cày đồng, cuốc sắt, rìu sắt. Nhờ đó, người dân trồng trọt dễ dàng hơn, lúa gạo, khoai, đậu, rau củ ngày một nhiều lên. Cùng với công cụ sản xuất, cư dân thời Âu Lạc đã làm ra nhiều sản phẩm đẹp, tiêu biểu như trống đồng, thạp đồng, đồ trang sức bằng đồng. Bên cạnh đó, nghề làm đồ gốm, dệt vải, xây nhà, đóng thuyền cũng ngày một phát triển. Vào thời kỳ này, lễ hội rất phổ biến, là một phần quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân. Lễ hội được tiến hành rải rác quanh năm, trong đó đặc sắc nhất là ngày hội mùa với nhiều nghi lễ như đâm trâu, bò và các hình thức hát múa, diễn sướng dân gian. Trong các buổi lễ hội, có những sinh hoạt nổi bật như tục lệ đánh trống đồng, thường do một người đánh hoặc hòa tấu từng cặp trống đực cái. Người đánh trống bận lễ phục hình chim ở tư thế ngồi hay đứng. Hội giã gạo với từng đôi nam nữ cầm chày dài, giã cối tròn tạo nên hình ảnh tượng trưng cho sự sinh tồn, cầu mong được mùa, giống nòi phát triển.